Tiếp tục chuỗi series căn hộ Mường Thanh Vĩnh Chiều thì ngày hôm nay em Lân review đến cái căn này ở tầng 10, thuộc dạng tầng thấp, tầng trung của tòa nhà Mường Thanh Vĩnh Chiều quý anh chị. Thì căn này hiện tại đang tọa lạc ở tòa OC1B thuộc tổ hợp Mường Thanh Vĩnh Chiều quý anh chị. Và bây giờ căn này hiện tại anh chủ đang bán với cái giá là 2.050 tỷ, còn bớt cho quý anh chị tí lọc nữa thì anh chị nào mau mắn mua căn này thì chủ sẽ bớt cho mình ha, và bao thuế phí center cho mình luôn. Và căn này, lý do vì sao căn này nó có giá hơn 2 tỷ thì cùng chơi lần để đi vào xem bên trong căn này như thế nào nha. Thì đây mặt tiền của cái căn này nè, đó hiện trạng nè. Rồi thì khi mà mình đi vào nè, bên phía bên tay phải của mình là anh chủ đã thiết kế có một cái kệ nhẹ 4 ngăn đó. Cái kệ này hiện tại anh Lân vừa thấy ở trên top rất là nhiều, đó đang bán rất là nhiều nè quý anh chị. Rồi phía bên tay trái của mình sẽ là một cái phòng vệ sinh đó, phòng vệ sinh này đó, cơ bản thôi quý anh chị ha, cũng có vòi sen đầy đủ nè, lavabo này quý anh chị đó, và được thay một cái bồn rửa tay mới rất là xịn sò. Rồi thì cùng bên trong cái căn phòng này đây, thì khi đi vào đây là không gian phòng khách của mình nè. Thì hiện tại căn này có tổng là view trực diện biển, nên lý do vì sao căn này nó có trên giá trị là hơn 2 tỷ tí xíu quý anh chị. Và căn này đặc biệt gồm có 3 phòng ngủ luôn đó, thì có thể nhà mình có thể khi mà anh chị mua căn này có thể ở được 3 thế hệ nha. Rồi thì bây giờ cùng cho em Lân đi vào căn phòng ngủ phụ đầu tiên của căn này nha. Thì đây là cái hình ảnh căn phòng ngủ phụ này. Hiện tại cũng có cái căn giường nè, ở bên phải của căn giường mình sẽ là hệ kệ tủ quần áo này quý anh chị đó. Thì trong này là hiện tại chủ đang sử dụng máy lạnh đây hiệu Daiki đó, hiệu Daiki nha quý anh chị nha. Hiện tại căn này đã full nội thất rồi đó, đã full nội thất. Và nếu mà anh chị còn nóng á, thì anh chị có thể mở cửa này, anh chị sẽ đón được cái gió từ hành lang ở đi vào nha quý anh chị nha. Rồi thì bây giờ cùng cho em Lân đi ra tham quan phòng khách của mình. Thì đây là cái phòng tivi nè, đó phòng khách của mình nè, là có một cái tivi nè, rồi đối diện tivi của nó sẽ là có một bộ ghế sofa và có một cái bàn trước sử dụng khi mà mình ngồi uống trà xem tivi ha. Rồi đối diện ở trên tivi của mình là sẽ là một cái máy lạnh hiệu Panasonic. Đó, hiện Panasonic như quý anh chị nha. Đó, rồi tiếp đó sẽ là không gian bếp của mình. Và hiện tại anh chủ có setup cho mình một cái bộ bàn ăn dành cho 6 người này. Tại vì nhà mình là sẽ ở thành 3 thế hệ, thì giống như là 3 thế hệ là mỗi phòng 2 người đó, là có thể anh chủ sẽ setup cho mình 6 ghế. Thì đó đấy quý anh chị ha. Thì đây là một cái không gian bếp dành cho những chị em phụ nữ này. Đó, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Và cái view của cái bếp này là view trực diện biển nè quý anh chị. Đó, như em Lân này, đó, view là view trực diện biển. Thì tí nữa trực diện biển như thế nào thì tí nữa em Lân sẽ quay review cặn kẽ cho quý anh chị xem nha. Thì bây giờ em Lân sẽ quay sơ hết tất cả hiện tại chủ đã set up cho mình. Tại vì căn này hồi trước là chủ ở, bây giờ là chủ họ chuyển đi nơi khác, nên là họ chỉ kéo vali đồ đi thôi, còn về tất cả vật dụng họ sẽ để lại hết cho mình. Đó, đây là có cái máy giặt nè, có cả chén dĩa bát nồi cơm điện đầy đủ, và có một cái tủ lạnh này quý anh chị. Đó, rồi ở đây cũng có một cái lò bếp từ. Đó, bếp điện này, bếp điện ở trên cũng có cái lò hút mùi nè. Rồi đó ha, thì bây giờ cùng cho em Lân đi tham quan hai cái phòng ngủ còn lại nha. Thì đây sẽ em Lân sẽ đi vô một cái phòng ngủ, đây là phòng ngủ được anh chủ thiết kế thêm. Đó, thiết kế thêm nè quý anh chị, đây là một khung sắt, khung nhôm nè, khung nhôm trắng, và sử dụng là cửa kéo, cửa lùa nha quý anh chị. Đó, cửa lùa này, đó rất là đẹp, kính cường lực cực kỳ đẹp, và có cái rèm che nè, đó dành cho là một cái khuôn viên riêng tư. Thì đây là ảnh cũng là có một cái bật đi lên rất là tuyệt vời luôn. Đó, đây có một cái bộ giường, đó dành cho hai người, có thể nằm được 3 người nha. Có thể là mình vừa ở phòng khách mình nói chuyện với nhau, vừa là mình có một cái ban công view biển đây quý anh chị. Đó, cực kỳ đẹp nè, view trực diện biển. Đó, biển đó là biển biển Hòn Chồng, đó là có thể anh chị tắm được luôn, mà là một trong những bãi biển đẹp nhất ở thành phố biển Nha Trang nha. Đây em Lân sẽ mở cửa lên này. Đó, nó rất là mát. Đây là không gian bên ngoài của cái ban công của mình. Đó, có một cái bộ bàn ghế chiêu. Đó, khi mà anh chị ngồi đây, đây là cái view đẹp tuyệt trần ở tại căn phòng này nè. Đó, đẹp đó quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Bên kia là dự án Vega City, bên này là bến du thuyền. Hai cái tòa tháp này là hai cái tòa La Luna. Đó, hai cái tòa tháp đôi quý anh chị.
Thì đây là không gian phía dưới của căn phòng đầu tiên, view biển đầu tiên của mình. Rồi bây giờ cùng cho em Lân đi vào quay căn phòng cuối cùng nha. Và căn phòng này đặc biệt là được anh chủ sửa sang lại cái phòng toilet của mình, là giống như là cái phòng bồn tắm ớt nè, cái phòng tắm đứng luôn nè. Đó, gương đều là gương cường lực, không có sử dụng tường không quý chị ha. Thì đây là có một cái bộ lavabo, đó, rửa tay nè. Đó, còn cái này là bồn tắm đứng nè, bồn tắm đứng nè quý chị. Đó, rất là tuyệt vời. Đây là bồn vệ sinh, đó, rất là đẹp, được lót đá kích trần luôn. Đó, lót đá gạch men kích trần luôn. Rồi đây là cái sĩ giường ngủ dành cho đôi vợ chồng nha. Đó, đôi vợ chồng của mình luôn. Và đối diện nó sẽ là hệ kệ tủ. Đó, tủ quần áo đơn giản. Và ở phòng này cũng có sử dụng máy lạnh đa hiệu Daiki. Và đặc biệt view chính của phòng này cũng là view biển, nhưng mà view này là không có ban công như quý chị nha. Đó, mình sẽ không có ban công. Đó, mình chỉ có một cái cửa kính lùi như thế này thôi để lấy không khí trong lành từ biển vô thôi. Đó, thì căn này hiện tại anh chủ đang bán với giá là 2.050 triệu. Thì anh chị nào quan tâm tới sản phẩm này liên hệ trực tiếp số hotline em Lân có ghi trên màn hình đó. Và đừng quên cho em Lân xin một lượt like, một lượt đăng ký để theo dõi kênh của em Lân nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị những video lần sau. Chào tạm biệt.